nói cài mô cài rồi là cứ dọ hắn ớt ra. Vâng. Bây giờ cứ lạ cài chứ. Bán làm chi hắn lục sụp nhìn xấu nhà văn hóa. Yên. Yên này. Yên. Cứ chơi được mấy hôm lại bắt đầu. Giờ mà bắn hết cái sân nhà văn hóa nó cũng khá tiền á. Tiền chứ. Tính mét vuông ra mà. Cái sạc đồ cái giờ nó phải lên 300. 300 mình dân mới mét vuông rồi lên. Cái sân văn hóa mà đã bắn hết cả bên thì cũng phải làm vô khoảng tầm 100 mấy mươi mét vuông. Ra tiền đó mà. Mày bọn bán dần tính cả công một mét vuông luôn mà. Ví dụ 280, 300 tùy theo tôn. Chứ là mà đóng tôn lại bắt dần đóng tiếp. Dần giờ mình đóng ta thuốc cái mặt rồi. Để ai đóng mà. Để ai đóng. Trước đóng hộ trăm mấy vô tiền nữa rồi. 140.000. Một khẩu trăm mấy ít chứ đâu. Gai này. Đặc biệt là nhà đứa nó đi họp không có đi hẳn nữa.